Bao nhiêu lâu mình không được ăn ốc rồi mọi người, thám thử cho nhau nghe đi. Ê chà, mới vô mà thấy con ốc trắng trẻo mập ú rồi mà lem ghê chưa. Ốc này á mọi người, tôi ngâm là 2 ngày luôn á mới ăn cho nên là nó rất là sạch rồi nè. Ốc bu đen miền Tây ha, còn cụ thể là ở Đồng Tháp nè. Bữa nay ốc này là mua chứ không có bắt, nhưng mà bự nhỏ cũng lộn xộn ha mọi người. Tại vì cái này không có phải là kiểu nuôi chuyên nghiệp rồi người ta bắt người ta bán cho mình. Mà cái này á mọi người là của một bà cụ cũng hơi lớn tuổi rồi á, ở gần nhà ngoại của tôi nè, xong rồi bắt ở ao vườn á, kiểu tự nhiên á chứ không có phải kiểu nuôi á mọi người. Mẹ của tôi thấy vậy á cho nên là mua ủng hộ nha mọi người. Còn tôi thì sẽ được một bữa ốc ngon lành nè. Ốc mọi người muốn ngâm cho nó nhã sình, nhã nhớt nhanh á thì mình có thể ngâm với nước vo gạo, hoặc là mình sắc thêm vài trái ớt cho nó cay rồi nó nhã ra nha. Nhưng mà ốc này là mới bắt luôn chứ chưa có qua vận chuyển hay là gì hết, cho nên nó là tôi ngâm tới 2 ngày luôn. Thứ nhất là ốc nó mạnh, nó không có bị chết. Thứ hai là để nó nhã tự nhiên cho nó thiệt là sạch luôn nè. Bữa trước á thì mình cũng bắt được mớ ốc rồi luộc lá ổi rồi ha. Bữa nay thôi mình đổi kiểu một xíu, mình hấp sả lá chanh nha. Sả với lá chanh là nhà trồng nha mọi người. Tôi chạy ù ra vườn tôi hái á, xong rồi cái hái lá chanh á thì quay khí thế lắm, mà tới chừng hái sả thì hái xong mới thấy là chưa có bấm nút quay nha. Sả thì mình cắt mình chia ra làm hai phần ha. Cái phần gốc á thì mình để một xíu nữa mình làm nước chấm nè. Còn cái phần lá thì mình cắt ra dài dài khúc khúc vậy, mình lót ở dưới đáy nồi ha mọi người. Xong rồi mình cho cái ốc mà mình đã rửa sạch vô luôn nha. Đổ ốc vô hết rồi, bây giờ mình bỏ thêm một mớ sả phía trên nữa nha. Rồi bỏ thêm lá chanh vô luôn, rồi chế một ít nước vô nè. Nước á thì mình sẽ chế ngập 1/2 ốc nha mọi người, chứ không có cần chế ngập hoàn toàn đâu. Rồi mình cho vô đây một xíu muối, một xíu bột ngọt, bắt lên bếp, mở lửa lớn hết cỡ luôn nha. Ốc đồng của mình á, tôi thấy thường là chế biến đơn giản chứ không có cầu kỳ như ốc biển ha. Hấp, luộc nè, rồi tận dụng mấy cái loại lá có tinh dầu thơm á, như là sả nè, chanh nè, lá ổi á thì không có phải làm thơm đâu nha. Bữa trước tôi có nói rồi đó, người ta luộc ốc người ta bỏ lá ổi vô chủ yếu để cho nó sạch nhớt á mọi người. Trong lúc chờ ốc chín á thì mình đi làm nước chấm nha. Bữa trước ăn ốc thì tôi làm muối sữa rồi, bữa nay thôi mình làm nước mắm sả ớt đi ha. Cái món ốc bu luộc, ốc bu hấp nè mọi người, còn một cái loại nước chấm là hơi bị bén nữa là cái cơm mẻ á. Nhưng mà mọi người biết sao không, giờ thiệt sự là hiếm người nào nuôi cơm mẻ quá à. Chứ hồi lúc tôi còn nhỏ là hầu như nhà nào người ta cũng nuôi hết trơn á, còn bây giờ kiếm là hơi bị khó nhằn nha. Cho nên là thôi ăn nước mắm sả ớt lá chanh đỡ ha. Nhưng mà cái ốc này á, mình chấm với nước mắm sả ớt là kiểu cũng ngon 1:9:1:10 với cơm mẻ á, chứ không phải dở đâu nha mọi người. Ốc nó sôi rồi nè, bây giờ mình sẽ sơ chở nó ha. Mọi người khi mà luộc ốc có đậy nắp á thì nhớ canh nha. Để nó sôi á, mình không có hay á cái nó bị trào ra rồi cái mắt cong dọn dẹp nè. Mấy con nằm phía dưới nó tróc mài ra rồi nè mọi người. Cũng mập ha, cái mặt đầy luôn cái vỏ ốc nè. Nấu tiếp cỡ 4-5 phút nữa là được rồi đó mọi người. Trời ơi lo nói không á, mà mới vừa băm sả xong á là ốc nó đã muốn chín luôn rồi. Cái phần gốc sả hồi nãy mình chừa lại á, mình lấy mình sắc nhỏ xong rồi mình băm nhuyễn nha mọi người. Rồi để tạm đó đi, bắt đầu mình đi lấy thêm 2 tép tỏi với lại 2-3 trái ớt xanh, mình đâm cho nó nhuyễn nha. Nhà có ớt đỏ thì xài ớt đỏ, có ớt xanh thì xài ớt xanh nha. Ốc thì nó sắp chín rồi, còn mấy trái ớt thì nó còn sống nhăn cho nên là tôi đâm nó nhảy tùm lum á mọi người. Sau khi mà đâm ớt với lại tỏi nhuyễn rồi á thì mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng nước mắm với lại 1 muỗng nước lọc nha. Rồi vắt vô đây nửa trái chanh nữa, cho vô đây 2 muỗng đường với lại mớ sả băm nãy đó mọi người. Rồi mình khuấy lên cho nó tan đều nha. Rồi mình lấy 2-3 lá chanh á, mình cắt nhuyễn rồi mình bỏ vô chén nước mắm của mình luôn nha. Trời ơi đói hay sao mà rung tay làm rớt tùm lum hết trơn à. Hậu đậu thì nói đại đi, đừng có đổ thừa hoàn cảnh nữa. Nhưng mà thiệt sự bữa nay quay á, chậm trễ quá tối hù luôn rồi, kết hợp với trời mưa nữa chứ. Ốc của mình chín rồi nè mọi người, bây giờ mình lấy ra ha.
Cái nước ốc này á, nếu mọi người muốn dùng á, thì mình để cho nó lắng xuống, rồi lát nữa mình lấy cái lớp trên mình hấp nha. Nó ngọt ngọt mà cũng thơm, mùi sả mùi chanh ngon lắm á. Còn không dùng thì thôi, mình cứ đổ ốc ra rổ rồi mình xóc ốc ha. Ốc của bà cụ uy tín ngon ha mọi người, mập ú nu luôn nè. Con ốc bu mà ăn dày là mập dữ lắm rồi đó. Chứ con ốc lát á, thì nó mới đầy đặn, nó đầy mặt hơn nha mọi người. Chuyện ơi, con đầu tiên là một phát ăn ngay luôn nha. Để ra được cái đít nó nè, trắng trẻo mập mạp, không có còn một miếng sừng dơ nhớt gì luôn á. Chấm vô chén nước mắm sả ớt của mình, cay cay, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm, mùi sả, mùi lá chanh nữa, hết sảy luôn á. Tới con thứ hai thì tôi lễ ra được có cái mặt không à mọi người. À, ra được thêm khúc nhỏ dưới nữa nè. Thôi thì có nhiêu mình ăn nhiêu nha, chưa muốn thêm không có đâu nè. Nhưng mà tôi thấy thường á, con ốc này á, cũng có nhiều bạn kiến ăn ăn không có được cái đít nó đâu, thích ăn cái mặt thôi nè. Mời mọi người nha, lễ ốc chấm mắm rồi bỏ vô miệng. Công nhận á, cái thịt ốc nó rất là giòn luôn nha mọi người, kết hợp với cái nước chấm của mình nữa. Khen hoài thì cũng kỳ nhưng mà thật sự là rất là ngon luôn nha mọi người. Cái nước ốc cũng rất là ngọt luôn nè. Mặc dù á, là ốc hơi nhỏ nhưng mà nó cũng mập với lại ngon nha mọi người. Tại vì cái này á, mình mua kiểu là hốt hết mà. Ý là tôi lựa bớt mấy con bé nhỏ quá, tôi thả ngoài ao rồi để nuôi đi, mai mốt nó bự rồi mình bắt nó tiếp nè. Cháu của tôi nó cứ đi qua đi lại, nó nhìn tôi mà tôi rủ nó ăn á, thì nó lắc đầu ngoài ngoại gì đó mọi người. Nhưng mà anh thanh niên bữa nay là cũng được ăn ốc chứ không phải là không được ăn đâu nha. Cha của anh thanh niên là anh hai của tôi á, hồi nãy á, làm cho ảnh mấy con á, rồi anh ăn ngon lành sạch sẽ hết trơn luôn á. Làm ốc nhồi thịt đó mọi người, thịt ốc ra xong rồi bằm nhuyễn với lại thịt heo, sả, rồi nêm nếm gia vị, xong rồi bỏ chở ngược vô con ốc rồi hấp lên á. Món này cũng ngon á mọi người, nhưng mà làm thì hơi lâu nha. Đó đó, bây giờ biết rồi nha. Hồi nãy á, còn nói là ốc đồng á, thì chế biến đơn giản chứ không có cầu kỳ nhiều món như ốc biển. Nhưng mà thật ra là tại vì lười biếng á, chứ đâu phải người ta không có nhiều món đâu nè. Người ta có thể làm chả ốc nè, ốc nhồi thịt nè, rồi ốc hấp sả, ốc hấp thái, đủ hết á, vậy mà la nha. À, bây giờ tôi còn thấy trên thị trường người ta đang bán nhiều cái món ốc nhồi ống tre á mọi người. Mình mua về rồi cái mình chỉ cần hấp lên là mình ăn thôi, người ta làm sẵn cho mình hết. Nhưng mà tôi chưa có mua ăn lần nào hết, không biết mùi vị nó làm sao nè. Có ăn thử không chia sẻ cho tôi với nha. Chứ còn tôi kiểu như á, thích quen ăn đồ tươi đồ sống vậy nè, tự mua con ốc sống về rồi làm rồi nhồi ăn thôi à. Nhưng mà đôi khi đồ ăn sẵn nó cũng tiện lợi ha, nó tiết kiệm được thời gian cho mình nè. Công nhận luôn mọi người, hai đứa nhỏ nhà tôi á, con gấu con bông á, con đen con trắng đó, nó cơ hội dễ sợ luôn á. Mọi ngày á, tôi ăn á, là nó sẽ đi vô đây nó nằm nó xin xỏ nè. Còn bữa nay nó biết món này nó đâu có ăn được đâu, cho nên không có thấy mặt đứa nào lú vô luôn ha. Chào mọi người, tôi là Trang nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhưng mà nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ, cũng như là theo dõi những video tiếp theo của tôi nha. À, nhớ ra chợ mua ốc về làm ngay món này nha. Ăn không cũng ngon mà nhậu là cũng hết bài luôn nè. Mà ai không uống được thì cứ ăn như tôi nha, chứ đừng có nhậu rồi đổ thừa con Trang ăn gì nó suối à, tội cho nhỏ à.